Bây giờ đang có dịch virus corona đấy các bạn ạ. Các bạn có được nghỉ học không? Còn Hà Sam và em Hà Sam thì đều được nghỉ học, đều phải ở nhà đấy. Và mẹ mình cấm tiệt là hai chị em không được đi ra ngoài chơi. Thế nhưng mà ấy, hôm nay mẹ mình đi làm, mình ở dưới nhà nấu cơm. Vừa mới nấu cơm xong phát đi ra nhà, không thấy nó đâu nữa cả các bạn ạ. Mà không biết thằng này nó gan thế nhỉ, nó dám đi ra ngoài. Mình vừa nhận một cuộc điện thoại và em mình lại bị bắt cóc nữa rồi các bạn ạ. Ôi, và vẫn như lần trước, bọn chúng đòi tiền chuộc, lần này là 1 tỷ đồng. Trời ơi, mà tận 1 tỷ cơ, làm gì có tiền chứ. Bố mẹ mình cũng chả có tiền, anh em họ hàng nhà mình cũng chả có tiền. Và đặc biệt hơn nữa, mình lại càng không có tiền. Nhưng mà với trí thông minh của mình thì mình sẽ tự tin rằng mình sẽ giải quyết xong vấn đề. Vì vậy mình sẽ tự mình đi giải cứu em trai mình nhá. Và nếu các bạn thấy video của Hà Sam hay thì đừng quên cho Hà Sam một like, một đăng ký và một chia sẻ nhá. Bây giờ các bạn hãy cùng Hà Sam đi giải cứu thằng em trai ngu ngốc thôi. Đây này, các bạn nhìn thấy chưa? Thằng em trai đây này. Ôi giời ơi, lần này nó còn hóa trang thành một con chó cơ đấy. Trời ơi. Thôi được rồi, chị sẽ cứu mày, yên tâm đi. Dù ôi, nhưng mà nguy hiểm đấy. Cái phòng này á, vừa có bom này, vừa có pháo, vừa có gấu này, còn vừa có cả cá sấu nữa. Đau đầu suy nghĩ đây này. Thế làm thế nào bây giờ? Cắt cái dây, cái thanh này xuống để cho con pháo nó bắn con gấu đã đi. Con gấu tưởng to thế thôi nhưng mà pháo nó vẫn to hơn. Cắt dây pháo này, bắn luôn cả con cá sấu. Trời ơi, không ngờ luôn đấy. Bây giờ thả quả bom xuống nhá. Đấy, chạy đi nha, bốn con. Trời ơi. Chính là cái thằng này đây này. Chính là cái thằng mà đeo kính râm màu đen đây này. Thực ra là mắt nó bị lé đấy. Thế nhưng mà nó ngại quá, xấu hổ quá, nên là nó phải đeo kính râm màu đen đấy các bạn ạ. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Thả nó xuống được không? Thả nó xuống này. Thả cái quả này xuống trước đi. Thế bây giờ làm thế nào nhỉ? Đúng rồi, mình sẽ thả quả bom xuống này. Quá đơn giản luôn. Vậy là con cún con nhà mình đã được giải thoát rồi. Ôi giời ơi, lần này á, tận hai thằng đeo kính râm cơ. Làm kiểu gì bây giờ? Thả cái bàn răng cưa này trước các bạn nhé. Nó lăn đến thế mà thằng này nó không biết mà tránh nhỉ. Nó dốt thế. Trời ơi. Thế là hai thằng kính râm nằm cạnh nhau rồi. Tôi chết rồi. Thế thì em mình làm nào đây giờ? Tôi chết rồi. Khéo khi lại phải thành ba thằng nằm cạnh nhau thôi. Biết ngay mà, ba thằng nằm cạnh nhau rồi. Mình sẽ cắt dây này trước để cho cái thằng thả bom này nó ném vào cái quả pháo này, cho hỏng quả pháo này đã. Lăn cái này xuống. Tôi chết rồi. Nó lăn cái này xuống mà chỉ có một thằng bị. Trời ơi, cuối cùng vẫn là ba thằng chết à. Thả cái pháo này xuống trước này. Trang trang, yeah. Hà Sa đã biết rồi. Cún con nhà mình được rồi. Mà thằng này á, sao nó không có những cái bộ xinh hơn đó bạn nhỉ? Ví dụ như là bộ con mèo, con thỏ hay con gì dễ thương, nó lại chọn đúng con chó. Trời ơi, làm thế nào bây giờ? Mình sẽ thả cái bàn cưa này xuống. Bàn cưa này kỳ lạ nhỉ. Thả xuống để giết con gấu nhá. Đấy, giết con gấu xong đó mới thả em mình xuống. Trời ơi, lần này tận hai bàn cưa cơ. Thả bàn cưa này trước này. Ê, để giết con cá sấu. Sau đó giết con gấu. Chắc là căn phòng này nó có nhiều con động vật. Nhiều con động vật. Nên là em mình nó biết là nó bị bắt hay sao. Nên là nó mới phải cải trang thành con chó. Bị người ta treo lên. Thật là đáng thương. Giết con gấu này, sau đó mới thả em mình. Phòng này đơn giản này, phòng này nó nhốt em mình quá đơn giản luôn. Trời ơi, tận hai con vật cơ, một con gấu, một con cá sấu. Trời ơi, nó to đùng như thế kia, nó to gấp mấy lần em mình luôn. Giết được không? Đấy, thả bàn cưa này xuống để giết con cá sấu. Mình sẽ cứu bạn nữ này trước. Đấy, bạn không cần cảm ơn mình đâu, được tặng một cái áo này. Chứng tỏ là nhà bạn này chắc là giàu ấy. Ui,
Chị ơi cứu em á. Cái gì? Sao lại lắc đầu? Lắc đầu thế này là tức là không cần cứu à? Không cần cứu về mẹ mình mắng mình chết đấy. Tí nữa thì bắn pháo vào đầu em mình luôn. Thả quả bom này xuống. Thả quả bom này xuống không hề hấn gì. Ôi, sao căn phòng này bị nhốt mà nó nguy hiểm thế nhở? Khó khăn ơi là khó khăn luôn. À, mình hiểu rồi. Lại nha các bạn nha, mình sẽ lần này mình sẽ cứu em mình thành công này. Thả bạn này xuống trước, sau đó thả quả bom, xong đó mới cắt dây này. Ui thế mà mình không biết nhỉ? Em mình á, nó lại còn đeo cả lắp vát cơ đấy. Đấy, thấy chưa? Thả cái vách ngăn này xuống trước xem nào. Biết ngay là bẫy trông mà. Thằng này á, nó đặt ra cái bẫy trông đấy thế mà nó vẫn bị mắc mưu vào. Nó ngố thật đấy. Bây giờ giết con gấu nha các bạn nha. Khói pháo tiếp này. Trời ơi, dập mông luôn, dập mông con gấu luôn. Yeah, yeah. Ôi dồi ôi, con hổ. Ôi dồi ôi, lần này là con hổ. Làm nào bây giờ? Ui, mình cứ cắt linh tinh hóa ra nó lại trúng. Thôi, không sao, miễn là có thể cứu em mình tai qua nạn khỏi là được. Ô, có quả bóng này. Hi, con gấu này rất thích chơi quả bóng. Tại sao nó thích chơi quả bóng như thế mà khi thả em mình xuống nó lại có thể ra được nhở? Mà nhìn này các bạn thấy rõ ràng không? Rõ ràng là ở đây nha, nó không có cái thanh ngang để đi sang mà sao con gấu cậu vẫn có thể tấn công em mình được. Các bạn nhìn lại này, nhìn lại này, đấy, đấy. Ui, nó đi chân không được luôn. Ui, con gấu này ác thật đấy. Thế nó đi chân không được thì cần gì phải có cái thanh ngang này cho nó đứng làm gì? Cắt cái dây để xuống trước đã. Ây, thả này xuống. Ô, tôi chết. Quên rồi, nhầm rồi. Trời ơi. Ây, lại này. Thả quả bóng này xuống trước. Thế lừa con gấu sang xong mới thả cái này xuống. Cho con gấu chết luôn. Dám đánh em người ta, dám tát em người ta. Người thì to, đừng có cậy to mà tát em người ta nhá. Trời ơi, một con hổ. Thả con hổ này xuống. Trời ơi, dập mông con hổ luôn. Tiếp tục này, trời ơi, ở đây có một đống lửa và một con hổ. Dập đống lửa trước được không nhỉ? Dập đống lửa thế nào được? Thôi, bây giờ mình thả cái này xuống cho con hổ nhảy lên đống lửa đã. Chết, em chỉ luôn. Thôi chết rồi, thế này thì cũng không dập lửa được rồi. Thế này thì em mình thì cũng đem xì nốt rồi các bạn ạ. Mình biết ngay mà, mình biết ngay mà đen xì luôn. Lại này, cho con hổ ra đây. Đen xì trời, đen thế nhỉ? Đen xì luôn ấy. Đấy, xong đó mới thả em mình. Lần này á, thằng em mình ấy mà dám rong chơi đi nữa, để cho bị người ta mà bắt cóc ấy, thì mình sẽ tát cho nó lệch hàm luôn các bạn ạ. Con gấu bắn một mông này, biết ngay mà, nãy con hổ y chang thế rồi còn gì nữa. À, thằng xã hội đen này, ta ngứa mắt người lắm rồi đấy nhá. Cho người cũng bị dao đâm vào đít luôn. Thả cái này xuống, cho em mình lên, y lên. Ở đây vừa có gấu, vừa có đầu gấu. Thả thằng này xuống xem hai con đánh nhau. Đấy, con gấu này á, ác thật đấy nhỉ. Lủng la lủng lẳng luôn. Khiếp, máu chảy kinh quá. Trời ơi. Bạn áo hồng, bạn áo hồng tóc hồng, bạn này đẹp nhỉ, bạn này xinh thế. Trời ơi, nhìn sang thằng em mình này. Ôi, mặt nó ấy, trời ơi, trông nó ngố tàu ơi là ngố tàu ấy. Thả bạn này xuống trước đã. Thì không cần cảm ơn mình đâu. Ui,
mình biết ngay mà. Phòng này cũng đơn giản. Trời ơi, trời ơi, sao lại nhiều bẫy thế này? Nhiều bẫy quá. Trời ơi, sao lại nhiều bẫy thế này? Bây giờ cắt em mình này, cắt dây em mình này, phải cẩn thận này. Nhìn này, nhìn đấy, phải nhẹ nhàng, từng tí một. Ô, có cái hộp gì đây này? Chả có ai trông cả. Trời ơi, trông cứ tưởng như là hộp quà ấy, thế nhưng mà không phải là quà, mà đấy là một cái quả găng tay lò xo. Trời ơi, nguy hiểm lắm. Sức mạnh vô thường luôn. Nó đánh một phát em mình bắn lên trần nhà luôn. Bây giờ mình sẽ tặng cho cái thằng đầu gấu này một hộp quà thật là xinh xắn đáng yêu. Đấy, tặng ngươi, yeah, phang. Biết ngay là. Ôi dồi ôi, bẫy răng khắp nơi. Trời ơi các bạn ơi, bẫy này kinh khủng thật đấy. Vì sao nhở? Tại sao, nguyên nhân vì sao mà nó lại bắt em mình mà nó giam giữ, mà nó phải công phu đầu tư răng bẫy nhiều thế nhở? Em mình á, ngố ngố tàu tàu thôi mà, nó có giá trị gì đâu mà sao bọn này nó lại phải đầu tư thế nhở? Ngu chết luôn này. Ôi! Chết rồi. Tôi chết rồi. Thả em mình rồi. Biết ngay mà khổ thân em mình chưa? Thì chắc chắn là về nó sẽ mách mẹ là ui đấy, thả quả bóng này xuống trước đi, nó thả con gấu này xuống được không? Kẹp luôn con gấu, thế là em mình xuống. Mà Tài à, mình cứ thắc mắc mãi tại sao mà treo em mình cao như thế mà cuối cùng em mình vẫn không bị làm sao mà khi cắt dây thả rơi xuống nhỉ? Cái thằng cầm mìn đây rồi. Cho giết con gấu này trước, cho nó bay lên trần nhà nha các bạn nhá. Bay. Được rồi. Tèng. Trời ơi. Thôi chết rồi, thế này thì em mình xuống biết ngay mà. Lại này, mình sẽ thả cái dây này xuống trước, xong đó sẽ thả thằng này xuống. Đấy, biết ngay nó dập đít cắm vào mông. Sao tao thả em mình này? Yeah. Hai thằng xã hội đen. Ui, ở dưới có hai hộp quà rồi này các bạn này. Chắc là dành cho mỗi thằng một hộp quà. Lần này mình sẽ cho mỗi thằng một hộp quà luôn. Cắt cả hai dây thằng xã hội đen cùng một lúc nha các bạn nha. Hai dây luôn. Yeah. Sau đó sẽ thả em mình. Ui dồi, quá đơn giản luôn. Mấy cái bạn.